Volvo XC60 là mẫu xe crossover hạng sang, cỡ trung, an toàn nhất thế giới năm 2016. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với những gương mặt đã quá quen thuộc như Audi Q5, BMW X3 hay Mercedes-Benz GLC. Về thiết kế, Volvo XC60 thừa hưởng trọn vẹn từ đàn anh XC90 với những đường nét cứng cáp, mạnh mẽ. Nổi bật ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt được mạ chrome sáng bóng, lấy cảm hứng từ những thác nước của Thụy Điển. Cụm đèn pha với thiết kế Torx Hammer độc quyền của Volvo đi kèm là công nghệ full LED thông minh khi được tích hợp cùng cảm biến ánh sáng để tự động bật tắt. Chữ O đầu tiên từ trái sang là cột mốc để đánh dấu vị trí mà bạn cần đá chân để mở cốp những khi tay đã bận cầm các vật dụng khác. Bên trong khoang cabin XC60 2019 có thiết kế hướng đến sự tối giản nhưng vẫn cực kỳ sang trọng. Trên phiên bản T6 AVD Inscription, Volvo XC60 được trang bị ghế bọc da Nappa cao cấp, hai ghế trước cùng có thể chỉnh điện, ghi nhớ hai vị trí, kèm theo chức năng sưởi hoặc làm mát. Hàng ghế sau sở hữu sự rộng rãi theo chuẩn châu Âu. Khu vực bảng táp lô được bọc da tối màu, khâu chỉ nổi bật kết hợp với những đường viền kim loại và ốp chrome. Bảng đồng hồ hiển thị kỹ thuật số sắc nét trên giao diện hai chất có kích thước 12,3 inch. Ngoài ra là màn hình giải trí cảm ứng trung tâm đặt chích nhẹ sang hướng ghế lái với đầy đủ Bluetooth cho phép đàm thoại rảnh tay, cổng AUX, USB hay đầu CD một đĩa. Volvo XC60 được trang bị tiện nghi hạng sang đắt giá, bao gồm điều hòa tự động 4 vùng độc lập với mọi thao tác sử dụng đều thông qua màn hình cảm ứng trước và sau.